Trận đấu giữa Việt Nam và Uzbekistan sẽ diễn ra vào lúc 18:35 vào thứ Sáu ngày 13 tháng 10 tại sân Đại Liên, Trung Quốc, nhưng trận đấu này sẽ không tính điểm trên bảng xếp hạng FIFA. Đây là cơ hội để ban huấn luyện của cả hai đội thử nghiệm tối đa về nhân sự thông qua 4 lần thay người không giới hạn, trong đó một lần thay người sẽ diễn ra ở giữa hai hiệp trận đấu. Việt Nam đã gặp thêm áp lực sau trận thua 0-2 trước Trung Quốc vào ngày 10 tháng 10, mà despite kiểm soát bóng tới 63% trước đối thủ, đội tuyển Việt Nam chưa thể tạo ra được những cơ hội nguy hiểm trên phần lớn sân của đối phương. Sự phù hợp giữa lối chơi mới và nhân sự hiện tại của đội tuyển Việt Nam đang gây nhiều câu hỏi. Tuy nhiên, huấn luyện viên Philippe Chusier quyết tâm tiếp tục thử nghiệm về nhân sự và duy trì phong cách chơi hiện tại. Trong khi đó, đội trưởng Đỗ Hùng Dũng đã cố gắng an ủi đội và người hâm mộ bằng lời phát biểu cho rằng việc mắc sai lầm là điều dễ xảy ra, đặc biệt khi đối mặt với những đội bóng mạnh. Trong trận đấu sắp tới, Việt Nam sẽ đối đầu với Uzbekistan, đội xếp thứ 75 trên bảng xếp hạng FIFA, chỉ cao hơn đội tuyển Trung Quốc 5 bậc. Tuy nhiên, Uzbekistan có khả năng cạnh tranh ở top 8 châu Á, trong khi Việt Nam đang gặp khó khăn. Trước đó, Uzbekistan thi đấu giao hữu với đội tuyển Mỹ và Mexico, hai đội xếp thứ 11 và thứ 12 trên bảng xếp hạng FIFA mà họ đều thi đấu cạnh tranh. Uzbekistan cũng có lợi thế về thể lực và kỹ thuật cơ bản tốt. Trong số 23 cầu thủ, có 10 người thi đấu ở nước ngoài, với những cầu thủ như Otabek Sukulov chơi cho câu lạc bộ Fatih Karagümrük ở giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ, cùng với Abdulkadir Kusanut thuộc đội Lens thi đấu tại Ligue 1 Pháp.